Vâng, em Loan ô tô cũ Kim Mơn Hải Dương xin được chào mừng quý vị anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán tô cũ của em trong buổi chiều ngày hôm nay. Vâng, mới nhất trong buổi chiều ngày hôm nay em quay cho quý vị anh chị và các bạn xem một cái mẫu xe nhập khẩu. Cái mẫu xe Kia Morning nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc được sản xuất năm 2007. Chiếc xe này em đang chào bán với giá là 135 triệu đồng. Và 135 triệu đồng quý vị anh chị và các bạn đã sở hữu ngay một cái mẫu xe bản đủ nhá. Nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc này về sử dụng cho gia đình cũng như là về chạy dịch vụ rất là hợp lý. Vì cái mức tiêu hao nhiên liệu của nó tầm 5 lít, hơn 5 lít một chút thôi trên 100 km đường trường. Rất là rẻ phải không ạ? Mà lại trong cái thời tiết rất là nắng nóng như thế này thì chúng ta sở hữu ngay một cái mẫu xe Kia Morning. Đấy, số sàn Kia Morning số sàn nhập khẩu. Đi che mưa che nắng rất là phù hợp nhé. Về chở gia đình đi đâu đó rất là yên tâm cũng như là rất là an toàn trong cái thời tiết nắng nóng như thế này. Và xin xe tại 388 Long Xuyên Kinh Môn Hải Dương và liên hệ em Loan qua số điện thoại là 0976 081 699 để sở hữu cái mẫu xe Kia Morning nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc với cái giá bán bên em đang chào bán hơn 100 triệu đồng thôi, 135 triệu đồng sở hữu cái mẫu xe này. Và sau đây không để quý vị anh chị và các bạn chờ lâu hơn nữa, em sẽ đi vào chi tiết tổng thể ngoại thất cũng như là nội thất cái mẫu xe Kia Morning 2007 nhập khẩu này. Đấy, giá rất là rẻ phải không ạ? Hơn 100 triệu đồng thôi là các bác đã sở hữu ngay một cái mẫu xe về đi che mưa che nắng gia đình rồi. Xe gia đình nhá, xe tên tư nhân nhá. Nếu các bác nào mà muốn ra tên ở cái mẫu xe này thì rút hồ sơ cũng rất là nhanh chóng thôi. Xe thì chủ đầy đủ nhá. Đấy, với cái thời tiết như thế này thì đi ra ngoài đường chúng ta rất là ngại, nhưng mà nếu ngồi trên một chiếc xe ô tô như thế này thì chúng ta cũng rất là an toàn. Đấy, với cái thời tiết nắng nóng này. Về cái chiếc xe này thì các bác hoàn toàn yên tâm về sẵn sử dụng nhá. Về sẵn sử dụng với cái mẫu xe này, xe thì những cái chi tiết nhỏ như là xước sát thì em đã làm lại rồi. Và đâm đụng mạnh là không có nhá. Đấy, form dáng còn nguyên form dáng xe, nguyên bản theo xe luôn. Không có hiện tượng là đâm đụng hay là tai nạn ngập nước gì ở cái mẫu xe này. Đấy, rất là nhỏ gọn. Nếu bác nào mà ở nhà ví dụ có cái cung đường vào có chật hẹp một chút thì sử dụng cái mẫu xe này khá là lý tưởng rồi. Hoặc là chị em phụ nữ chúng ta đi cái mẫu xe này rất là gọn gàng. Mang gam màu ghi bạc nhá. Là một chiếc xe bản đủ. Đấy. Về tổng thanh sơn xi thì em cũng làm rồi nhá, nên các bác về sẵn sử dụng cái mẫu xe này. Chủ xe đi cũng rất là giữ gìn thôi, nên là xe không có hiện tượng và đâm đụng mạnh hay là ngập nước gì cả. Rất sát thì không thể tránh được. Đấy, cái phần sơn này em đã làm rồi nhá. Và xe thì để nói với cái dòng Morning này thì các bác yên tâm, Morning là một cái dòng xe cũng rất là bền bỉ nhá. Rất là bền bỉ cũng như là nó không hề có hiện tượng mục mọt gì cả. Mà đời 2007 cũng không phải là quá thấp, nó là một chiếc xe nhập khẩu bản đủ, mang biển số của Thanh Hóa nhé. Đấy, em đi vòng quanh cái ngoại thất cái mẫu xe Kia Morning này cho các bác cùng xem. Đây, cái cụm đèn thì nguyên bản cho xe hết thôi nhé. Đèn là nguyên bản cho xe. Và qua thời gian sử dụng nó có hiện tượng dạn ố đấy ạ. Và qua cái video này, các bác nào mà chốt mẫu xe này thì em sẽ cho vào cái xúc đèn nhé. Cho vào xúc đèn thì nó sẽ sáng hơn. 2007 vẫn là cái phong cũ. Đấy, đèn nguyên bản theo xe. Và đăng kiểm chiếc xe này còn khá là dài nhá. Tới tháng 1 năm 2020 nhá. Đấy, đấy là cái chi tiết cái ngoại thất bên ngoài của chiếc xe này. Thì nó là hoàn toàn nguyên bản, nó không hề có đường đâm đụng ngập nước gì cả. Và sau đây em sẽ đi vào cái phần nội thất của cái mẫu xe Kia Morning 2007 này, nhập khẩu này cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Vâng, với cái chiếc xe này 135 triệu đồng thôi. 135 triệu đồng là quý vị anh chị và các bạn đã sở hữu ngay một cái mẫu xe Kia Morning nhập khẩu này về đi gia đình rồi. Đấy. Nội thất nó là cái nội thất lỉ nhá, lỉ nguyên bản theo xe nhá. Lỉ các bác nhá. Đấy. Nội thất lỉ rất là sạch sẽ. Cũng không hề có hiện tượng rách rưới cả, nó chỉ cũ theo thời gian thôi. Và trần là trần nỉ mang cái gam màu xám nhá.
ghi xám cùng với cái gam màu của cái ghế này nhá, và kết hợp giữa màu ghi và màu đen của cái bộ nội thất này. Và cái ốc bản đề của chiếc xe này cũng hoàn toàn là zin, cũng chưa ra chứ chưa ra ốc nhá. Đây, xe thì bốn cánh là keo chỉ zin nhá, bốn cánh keo chỉ zin của nhà sản xuất, không hề có hiện tượng chạy nại chỉ nhá ở cái chiếc xe này. Bốn cánh tổng nâng hạ kính là hoạt động hoàn toàn bình thường, không lỗi gì cả. Đây, tắp ni tắp nô đây, các bác yên tâm nhá. Xe thì cũng không chạy dịch vụ taxi gì cả, xe gia đình thôi. Đây, nỉ tắp ni, nỉ cánh này còn khá là đẹp. Và chiếc xe này là chưa lên màn hình nhá, vẫn là đầu đĩa nguyên bản theo xe. Và điều hòa rất là mát nhá. Đấy, cửa sổ đây. Với 135 triệu đồng thôi là các bác đã sở ngay một cái mẫu xe về đi gia đình. Đấy, giá xe chỉ bằng một cái chiếc SH thôi mà chúng ta chở được rất là nhiều người trên xe, 5 người trên xe. Mà này rất là an toàn các bác nhá, rất là an toàn. Đấy, lỉ thì lỉ ghế lỉ nguyên bản theo xe. Đấy, một chiếc xe rất là gọn gàng, nhỏ gọn. Rất là thích hợp cho bác nào mà nhà có cung đường mà ngõ vào chật hẹp đấy, thì sở hữu cái mẫu xe này khá là lý tưởng rồi. Ai chở cũng được 5 người trên xe. Và cốp để đồ sau cũng khá là rộng chứ không phải là chật hẹp gì nhá. Đấy. Một cái chiếc Kia Morning sản xuất năm 2007, nhập khẩu bản đủ với giá 130. Đầu đài của chiếc xe này nghe rất là hay nhá. Đầu đài nguyên bản nghe rất là hay. Nếu bác nào mà muốn đầy đủ hơn thì các bác có thể lắp thêm một cái màn hình, rồi là đội thêm cái cam lùi, cam hành trình vào đấy, nó sẽ hoàn thiện hơn. Đấy, 4 loa. Đấy, rất là hay phải không ạ? Vâng, phải nói là một cái chiếc xe Kia Morning để sử dụng cho gia đình chạy cái chiếc xe này thì rất là hợp lý các bác nhé. Nếu các bác nào mà muốn chốt chiếc xe này thì liên hệ trực tiếp em Loan là 0976 081699 và xem xe tại đường 388 Long Xuyên, Kinh Môn, Hải Dương để được chốt cái mẫu xe này cũng như là lái thử cảm nhận cái mẫu xe này nhé. Với giá cực kỳ hợp lý, chỉ bằng một chiếc xe SH thôi, 135 triệu đồng cho cái chiếc xe Kia Morning 2007 nhập khẩu ấy nhé. Đấy, một cái mẫu xe cực kỳ lý tưởng phải không ạ? Và em sẽ cho quý vị các bạn xem cái hệ thống cốp cũng như là hệ thống khoang máy của cái mẫu xe Kia Morning này nhá. Đây là cái hệ thống cốp của cái chiếc xe Kia Morning, một cái chiếc xe rất là nhỏ gọn nhưng mà cái hệ thống cốp cũng để khối là nhiều đồ nhá, để khá là nhiều đồ đấy các bác ạ. Đấy, ví dụ chúng ta có thể để được 2-3 cái hành lý nhỏ nhỏ ở đây. Đấy, rất là rộng rãi rồi. Và đây nốt sơ cua nhá, nốt sơ cua kích nốt đầy đủ các nhá. Đấy, với một cái chiếc xe hơn 100 triệu đồng thôi. Chúng ta đi ra ngoài cái thời tiết nắng nóng này mà đi chiếc xe máy thì quả là một cái ác mộng phải không ạ? Nó rất là nắng. Ví dụ chở gia đình đi đâu đó có trẻ nhỏ thì ngồi trên chiếc xe này thì khá là yên tâm. Xe thì cam kết quý vị anh chị và các bạn là một chiếc xe không lỗi gì nhá, một chiếc xe không lỗi đấy, nên các bác yên tâm để sử dụng cái mẫu xe này để đi gia đình. Và đây là cái hệ thống khoang máy của cái chiếc Kia Morning được sản xuất năm 2007 nhá. Đấy, một cái chiếc xe là hoàn toàn nguyên bản, không có hiện tượng đâm đụng tai nạn ngập nước gì ở cái mẫu xe này. Nếu các bác nào mà cẩn thận hơn thì có thể đến cửa hàng em đường 388 Long Xuyên, Kinh Môn, Hải Dương để test và đi thử cái mẫu xe này, để chốt mẫu xe này nhá. Nếu bác nào ở khu vực phía Nam cũng như là xa không tiện đến xem xe thì
Các bác vui lòng alo cho em qua số điện thoại là 0976 081 699, hoặc là kết nối Zalo em sẽ gửi video chi tiết hoặc là hình ảnh chi tiết cái mẫu xe này cho quý vị anh chị và các bạn xem để có thể chốt cái mẫu xe này. Và với cái giá là 135 triệu đồng là em có bao gồm phí rút sơ gốc thôi nhá. Các bác nào mà ở xa muốn mua chiếc xe này thì phải cộng thêm cái tiền phí vận chuyển giúp em nhá. 135 triệu đồng là em chỉ bao rút sơ gốc thôi. Đấy, một cái hệ thống khoang máy là cực kỳ khô ráo cũng như là sạch sẽ. Với cái động cơ 1.25 này. Nó cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu nhá. Cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Chúng ta đi cái chiếc xe này thì xăng ăn chắc ít hơn là một chiếc SH đấy ạ, mà chở rất là nhiều người trên xe mà rất là an toàn. Và em sẽ nổ máy cái chiếc xe này cho quý vị anh chị và các bạn cùng xem. Đấy. Cái hệ thống phong máy của chiếc Morning này đấy, các bác nhìn nghe phải thật kỹ nhá mới rõ được. Vì cái hệ thống phong máy nổ rất là êm cũng như là rất là nhỏ ạ, nghe không rõ đâu ạ. Mà máy nổ rất là êm, không có hiện tượng là hơi thừa gì cả nhá các bác nhá. Đấy, các bác cùng cảm nhận là cái hệ thống phong máy cái mẫu xe Kia Morning này nhá. Một cái chiếc xe mà lâu lắm rồi em mới về, một cái chiếc Kia Morning nhập khẩu này. Nếu các bác nào mà đang có nhu cầu muốn sở hữu cái mẫu xe này mà xem được cái video clip của em thì liên hệ ngay với em Loan qua số điện thoại 0976 081 699 để chốt mẫu xe Kia Morning này nhá. Và trước khi kết thúc video thì em cũng xin chân thành cảm ơn quý vị anh chị và các bạn luôn đồng hành với kênh. Và bên em chuyên thu mua dòng ô tô cũ từ 2 cho đến 7 chỗ ngồi với cái giá tiền dao động từ 100 đến 400 triệu đồng nhá. Nếu các bác nào mà có xe cần bán thì gửi cho em ít hình ảnh cũng như là giá qua Zalo, em sẽ gửi sẽ chủ động điện lại cho quý vị các bạn và mua với cái giá cả hợp lý nhất nhé. Đấy, một hệ thống phong máy rất là khô ráo sạch sẽ phải không ạ? Máy nổ rất là êm. Đấy. Với cái giá 135 triệu đồng thôi, rất là rẻ đấy các bạn. Đấy, nếu các bạn nào muốn biết thêm chi tiết rõ hơn thì vui lòng gọi cho em Loan 0976 081 699 nhé. Xe xe tại 388 Long Xuyên Kim Môn Hải Dương. Vâng, trước khi kết thúc video thì em cũng xin nhắc lại, đây là một cái chiếc xe Kia Morning được sản xuất năm 2007, nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc. Với giá bên em đang chào bán là 135 triệu đồng cho cái mẫu xe Kia Morning tư nhân này. Và xem xe tại 388 Long Xuyên Kinh Môn Hải Dương, liên hệ em Loan qua số điện thoại là 0976 081 699 để sở hữu cái mẫu xe Kia Morning 2007 nhập khẩu này nhé. Và các bác đừng quên đăng ký kênh cũng như like kênh, chia sẻ, bật nút chuông thông báo giúp em để tiện theo dõi những cái mẫu xe mới nhất nên thường xuyên trong ngày nhé. Và hẹn gặp lại quý vị các bạn qua những video tiếp theo ạ.